Mến chào quý vị khán giả và các em nhỏ. Mai Phương rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ước mơ của em. Các em ơi, ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu chương trình, chị Mai Phương có một câu hỏi muốn hỏi tất cả các bạn nhỏ của chương trình nè. Trong các bạn đang ngồi trước màn hình ở đây, bạn nào đã từng làm việc tốt giúp đỡ người khác nào? Giơ tay lên nào. Wow, rất là nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, nhiều quá ta. Nè, nhưng mà có bạn nào đã từng muốn đóng góp một phần quà gì đó dành cho các bạn nhỏ của chúng ta ở vùng đất nơi đảo xa không? Chị Mai Phương thì biết có một bạn nhỏ đang muốn làm điều đó đây. Nhưng mà trước hết thì chị sẽ phải liên lạc với một người đồng hành cùng với chị Mai Phương, đó chính là hiệp sĩ của chúng ta. Bởi vì chuyến đi này khá là vất vả, chúng ta phải làm liệu pháp tâm lý trước đã. Alo. Chào Mai Phương. Xin chào hiệp sĩ. Ngày hôm nay Mai Phương có một nhiệm vụ rất là quan trọng và cũng không kém phần vất vả dành cho hiệp sĩ đây. Chắc là cái ước mơ của bé lớn lắm đúng không? Người bạn nhỏ của chúng ta đó là bé Nguyễn Thùy Dương, học lớp 2 trường tiểu học Lê Văn Việt, quận 9. Và ước mơ của bé là quyên góp thiệt là nhiều quà cho các bạn nhỏ ngoài hải đảo của chúng ta đó. Lo quá đi, cái nhiệm vụ lần này có vẻ là khó khăn đây. Mà thôi được rồi, các bé chờ xem nhé. Hiệp sĩ đang gặp bé Thùy Dương của chúng ta xem như thế nào nha. Thùy Dương ơi. Dạ, chào bà. Chào bà. Dạ, con là hiệp sĩ đến từ chi nhánh nước ngoài của em. Thùy Dương ơi. Chú chào con. Ước mơ của con là gì? Dạ, ước mơ của con là được giúp một việc gì đó có ích cho Trường Sa. Dạ, con muốn đóng góp thức ăn, nước uống, quần áo và sách vở cho các bạn ngoài đó. Tại vì mỗi lần bố con đi công tác xa về thì bố con có hay có những cái đĩa rất là hay. Mấy bạn đó rất là khổ, không được sung sướng như con ở đây. Con đã từng bao giờ làm cái chuyện là như vậy chưa? Chưa, đúng không? Thì ngày hôm nay á, con lại muốn giúp tất cả các bạn ở Trường Sa. Dạ. Khó lắm nha. Con nghĩ là con sẽ làm được không? Dạ được. Rồi bây giờ kế hoạch của con là gì? Kế hoạch của con là con sẽ lấy một con heo đất ra đập để lấy tiền mua thức ăn, nước uống cho các bạn. Bà ơi, bình thường thì bé Thùy Dương có hay nói cái ước mơ của mình với bà không ạ? Dạ, cháu chị Phương nói chung là cháu cũng có mấy ước mơ của cháu. Bây giờ mình xin phép mẹ rồi mình đập ống heo thử coi. Rồi, ba. Con để dành số tiền này từ bao lâu rồi? Dạ, đi đâu nào? Được lâu lắm rồi. Thì bây giờ tặng các bạn có tiếc không? Dạ không. Không ha, quyết định nha. Rồi. Con muốn mua gì con? Dạ, con muốn mua một thùng mì tôm, một thùng nước uống đóng chai. Rồi, lẻ bao nhiêu ạ? 186. Rồi, bây giờ con cần mua gì cũng cần, có quần áo không? Bây giờ qua thôi, mình qua đó coi thử đi. Dạ, chào chị. Dạ, con, hôm nay con đi giúp đỡ mấy bạn. Giúp đỡ mấy bạn ở Trường Sa, nên là con thấy các bạn đó không có nhiều quần áo như con. Và con qua đây để mua một ít quần áo cho các bạn. Rồi, con ít cũng thích Trường Sa thôi, tính con là 70. Con mấy tuổi rồi? Dạ, năm nay con 7 tuổi. 7 tuổi hả? Con lớn quá hả? Con của cô cũng 7 tuổi mà nhỏ hơn con. Con học lớp mấy? Lớp 2. Con đã là 4 bộ, cô cho thêm bộ mấy bạn nữa là 5 bộ. Con nha. Dạ, con cảm ơn con, thưa cô con bạn. Có ăn gì đủ chưa? Có cần mình quyên góp thêm không? Con nghĩ là con đi chơi rồi mọi người cùng biết. Cần hàng xóm chứ đúng không? Con chào bà. Dạ, con đến đây để xin bà một chút gì đó để mà gửi cho các bạn ở ngoài đảo Trường Sa. Cái việc này là con phải về để nói với mẹ, là người lớn, để đến nói với người lớn. Cái việc này người lớn làm cho con làm. Thì con thấy các bạn đó đó rất là khó nhọc, không được như con. Bà chưa có chuẩn bị quà sẵn cho nên bà không có quà nha. Bà cũng muốn giúp tụi con mà giờ bà chưa có điều kiện. Chú thấy cái chuyện này nó cũng hơi quá sức thôi với con. Giờ thay là mình bỏ cuộc đi. Dạ không. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề lớn nhất của chúng ta là bây giờ con còn nhỏ quá cho nên không có làm được. Con không biết sao hết.
con vẫn cứ cố làm cho. Chú nghĩ sẽ nên gọi cho ai đó, gọi cho người nhà của con đi. Dạ. Người nhà của con sẽ dễ hơn. Alo. Con chào cô Khánh. Dạ, cô ơi, con muốn cô góp một ít gì đó cho các bạn ngoài đảo Trường Sa. Con cứ qua nhà cô đi. Con thấy đủ chưa? Dạ, chưa. Chưa đúng không? Quỳnh hả? Quỳnh ơi, mình đang giúp mấy bạn nhỏ ở ngoài quần đảo Trường Sa. Bạn có thể giúp mình không? Mình sẵn sàng cùng với bạn giúp. Mình cảm ơn bạn nhé. Alo, bạn Phương Hà. Phương Hà hả? À, mình đang giúp các bạn ở ngoài quần đảo Trường Sa. Bạn có thể giúp mình không? Mình sẵn sàng rồi. Mình cảm ơn bạn. Sẵn sàng thôi. Bây giờ là mấy bạn đã chịu giúp con rồi. Nhưng mà chú nghĩ là mình sẽ nhân rộng cái chuyện này ra càng lớn thì càng tốt. Ha, giờ con muốn cả trường biết luôn. Dạ. Con muốn gặp cô để cô có thể giúp con thực hiện cái ước mơ góp cho Trường Sa một ít quà cho các bạn nhỏ ở ngoài đó. Cô có thể giúp được con không ạ? Cô cũng vừa nhận được kế hoạch của thầy Đôn tổng phụ trách ấy, về cái việc mà trường mình sẽ làm một cái cuộc vận động quyên góp để ủng hộ các bạn ở ngoài đảo Trường Sa. Cái nguyện vọng của con ấy thì lại trùng với cái kế hoạch của trường. Thì tất nhiên là cô phải ủng hộ con rồi. Trường mình sẽ cùng nhau làm và cô nghĩ Thùy Dương sẽ là một điển hình. Con sẽ vận động các bạn như thế nào đó để trường mình thực hiện thật là tốt cái công việc này. Được không con? Dạ. Trường chúng ta cùng chung tay góp quỹ cho Trường Sa. Và đó cũng là một ước mơ của mình. Các bạn hãy cùng mình ủng hộ cho những bạn nhỏ đó nhé. Yeah! Lớp chúng ta có đồng ý không nào? Các em cố gắng giúp chị để chị thực hiện được cái ước mơ này. Hãy cố gắng giúp chị nhé. Con buồn con lại khóc. Sao bởi vì con đi về đâu mà ai cũng tự tình chối. À con cứ cố gắng rồi nè. Các anh, các chị, các ông, các bà, các cô, các chú sẽ nghe ra là sẽ ủng hộ con làm tròn nhiệm vụ đó. Con phải phấn đấu đi. Thì con vẫn sẽ nói nào. Bây giờ thì cô xin được giới thiệu bạn là Thùy Dương. Kính thưa các thầy cô giáo, các anh chị, các bạn và các em thân mến, em tên là Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 22. Hôm nay em rất vinh dự được tham gia vào cuộc vận động quyên góp ủng hộ cho Trường Sa, và đây cũng là ước mơ của em. Trong buổi lễ chào cờ ngày hôm nay, em muốn kêu gọi tất cả các bạn hãy góp một phần quà nhỏ bé của mình để cho các bạn ở ngoài đảo xa. Các bạn có đồng ý không? Thân gửi các bạn nhỏ Trường Sa. Các bạn ơi, các bạn có khỏe không? Hôm nay được sự tạo điều kiện của các thầy cô giáo và thầy tổng phụ trách đội, chúng mình cùng nhau tổ chức quyên góp quà để gửi cho các bạn đấy. Chính vì vậy mình tranh thủ viết mấy dòng thư thăm hỏi các bạn. Tuy cách xa các bạn hàng trăm hải lý, song trong lòng mình luôn có hình ảnh của các bạn. Tưởng như chúng mình đã là bạn nhau từ lâu lắm rồi đấy các bạn ạ. Được biết các bạn sống và học tập trên đảo với điều kiện hết sức khó khăn và thiếu thốn, toàn sống với gió biển. Vậy mà các bạn vẫn học giỏi, vẫn cùng ba mẹ và các chú bộ đội bảo vệ hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mình vẫn thật sự khâm phục các bạn và cảm thấy yêu thương các bạn, muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Chúng mình là thiếu nhi Việt Nam, cùng là người con Việt Nam, nên dù ở đâu, chúng mình cũng vẫn yêu thương nhau và cố gắng học giỏi để mai sau lớn lên, xây dựng đảo và xây dựng đất
Thùy Dương của chúng ta giỏi không nè? Chị Mai Phương thì cảm thấy là Thùy Dương rất là giỏi luôn đó. Tất nhiên là ngoài sự giúp đỡ của các bạn nhỏ thì cũng có sự động viên rất lớn từ phía người lớn nữa. Cho nên các em thấy không, chỉ cần chúng ta có ý muốn, có mục đích muốn làm một việc gì đó thật tốt thì tất nhiên chúng ta sẽ nhận được sự trợ giúp từ phía những người thân của mình, từ những người lớn của mình mà thôi. Các em nhớ nha, hãy làm thật nhiều điều tốt cho dù là những việc nhỏ nhất. Như vậy là các em đã thực hiện được lời Bác Hồ dạy rồi đó. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết rồi. Chị Mai Phương phải tạm biệt các em rồi. Chắp cây ngước mà tuổi thơ, để ngày mai.